3 loại rau làm tăng nguy cơ ung thư mà hầu hết ai cũng ăn. Đầu tiên đó chính là rau má. Rau má là món rau ngon và mát khiến nhiều người rất yêu thích. Tuy nhiên có thể bạn chưa biết, rễ của rau má bám rất là sâu cho nên rất là dễ bị nhiễm kim loại nặng và những cái độc tố có lẫn trong đất cũng như là nhiều vi khuẩn, vi sinh vật có hại. Nếu như rửa không kỹ, chế biến không đúng hay là ăn sống, ăn trực tiếp thì không chỉ gây ra ngộ độc thực phẩm mà lâu ngày còn có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung. Bên cạnh đó, vì có tính hàn nên dễ gây ra đau bụng, thậm chí là sảy thai, tăng lượng đường trong máu. Uống nước rau má quá nhiều có thể bị nhức đầu, thậm chí là mất ý thức thoáng qua. Dùng quá nhiều và kéo dài có thể gây ra biến chứng cho một số tế bào máu, tế bào gan, tế bào thận. 2. Măng tươi. Trong măng tươi có chứa rất nhiều độc tố có khả năng gây ngộ độc cho con người. Nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể gây ra 3. Rau củ muối. Như muối chua hay các loại kim chi, rau củ lên men là loại rau đứng đầu trong danh sách đen gây ung được WHO công bố. Rất nhiều người thường ăn những món này ngay cả khi nó chưa được lên men kỹ. Thực tế là chính những cái cách ăn này là cái nguyên nhân dẫn tới ung cho bạn. Bởi vì lúc này chúng chứa một cái hàm lượng nitrat chuyển hóa thành nitric. Khi ăn, chúng sẽ kết hợp với lại các axit amin trong thực phẩm như là thịt, tôm, cá và chuyển thành các chất có khả năng gây ung thư dạ dày rất cao. Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm và đừng quên giúp Tiên chia sẻ video này để giúp thêm nhiều người được biết bạn nhé.